Hello nhá, xin chào bạn. Rồi giúp bạn quay trở kênh sao để thì com nhá. Hôm nay đang hơi ngạt mũi tí mà quay cho bạn một cái clip về cái vấn đề về pin mặt trời, vì hôm nay đang có một cái anh hỏi cái câu hơi hay luôn bạn ạ. Mà nghe xong cực phê luôn. Đây chính cái này. Cho bạn xem toàn bộ quá trình mình nói chuyện với anh ấy này. Bạn xem kỹ nhá. Đây. Đấy, mình lướt qua cho bạn xem. Đấy, câu chuyện thì nó sẽ nằm ở cái chỗ là như thế này. Đấy, mình sẽ giải thích nhanh là như thế này. Anh này là anh ý đang bán à, anh ý đang muốn lắp một hệ thống pin mặt trời, nhưng mà nó có một vấn đề là anh ý không biết là nên dùng một tấm 360 hay là hai tấm 150W các bạn ạ. Ở đấy loại như thế. Anh ấy không biết là nên chọn một tấm to hay là hai tấm nhỏ gộp lại. Sau đó nó có một vấn đề phát sinh nữa ở trong cái bộ này là anh ấy không biết là nên dùng bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hay là công nghệ PWM. Đấy. Đang có vấn đề liên quan đến hai cái này. Và sau đó thì anh ấy, cái bên bán mặt pin mặt trời ấy, thì họ tư vấn cho anh ấy là nếu như anh lắp cái tấm to này này, anh ấy phải dùng cái công nghệ này. Đấy, thì mình mới bảo cả, thế là mình mới hỏi lại anh ấy là hình như là cái bên bán pin mặt trời này họ chưa dùng pin bao giờ hay sao. Khả năng là cũng chưa lắp dùng thử bao giờ, chỉ có biết bán là tư vấn người ta mua luôn nhỉ. Bởi vì mình nói luôn và giải thích về hai công nghệ này cho các bạn cùng xem với cả anh cùng xem nhé. Cái bộ sạc mà bộ điều khiển sạc này xanh, cái mẫu này này, cái mẫu xanh xanh này này là mẫu này công suất tối đa của nó là được 720W tối đa. Còn cái bộ điều khiển sạc này công nghệ PW, nhưng mà cái này là 30A nhé. Bộ này cho phép tối đa được công suất là 720W tối đa. Còn cái bộ sạc trắng này này thì nó cho phép công suất tối đa là được 3000W tối đa. Chính vì vậy mà với cái việc anh ấy lắp một tấm pin 360 này thì anh ấy sử dụng cái nào cũng được. Thì theo như cái mức lúc nào mình nói với anh ấy là anh ấy dùng nhiều hay ít ấy, thì anh ấy nói vấn đề cơ bản là ít dùng, sạc thỉnh thoảng. Thế thì mình mới tư vấn cho anh ấy là nếu mà với cái độ sạc thỉnh thoảng này thì anh nên mua cái bộ điều khiển sạc xanh này, giá sẽ phù hợp hơn rất là nhiều, giá rẻ đúng không, giá rẻ và cái hiệu suất của nó vẫn rất là cao. Tức là so với cái bộ trắng này thì hiệu suất của nó chỉ được khoảng 80%. Bộ 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 trắng thì được 80, à bộ trắng thì được 95 đến 99%, còn cái bộ xanh nó được 80%. Đấy, hiệu suất của tấm này nhé là được 80%, hiệu suất cấn mày 99%. Đấy, về hai hiệu suất để cho bạn xem và anh cùng hình dung ra là như vậy. Nên nếu như về cái câu hỏi này thì mình nói luôn anh ấy là anh ấy lắp cái bộ này và anh ấy dùng bộ điều khiển sạc xanh này thoải mái nhé. Bộ điều khiển sạc xanh này là dùng được vô tư luôn, chạy tốt. Cho tức là bộ điều khiển sạc xanh này chạy được tối đa là 720W, thì nếu như anh ấy lắp thì tối đa được hai tấm 360. Giá rẻ chạy được hai, chạy được tối đa là hai tấm 360. Hai tấm 360W. Thì với việc anh ấy có trong tay một tấm 360 thì lắp vào bộ này nó quá hợp lý luôn mà giá thành rẻ. Trong khi đó cái ông bán pin mặt trời này ông lại tư vấn cho cái anh này là lắp cái bộ lắp cái tấm pin 360 này thì anh phải dùng cái bộ này thì mới chạy được. Bộ này thì không chạy được. Mình bảo biết này, ông này chắc chắn là chưa lắp bao giờ rồi. Mới chỉ gọi là đi bán và được nghe bên bên bán pin người ta bảo là phải lắp thế này thì mới chạy được. Không hiểu tại sao lại phải dùng cái này. Cái bộ công nghệ này mình nói về hai công nghệ này nó khác nhau ở chỗ nào, MPPT và PWM. Cái công nghệ này nó chỉ khác nhau một cái điểm duy nhất là cái hiệu suất con này được 99%, còn con này được khoảng 80%. Về cái mức độ hấp thụ của điện ấy, tức là cái độ hiệu 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 suất chuyển đổi đấy. Còn về công suất thì như nhau bạn nhé, tức là bộ này công suất 45A thì con này cũng có 45A, kể cả 60, 100A đều có hết. Nhưng mà nó là cái công nghệ, và cái công nghệ này thì nó sẽ cho hiệu suất từ tấm pin thu được năng lượng ra nó chỉ được khoảng 8%, còn bộ này được 99%. Đây điểm khác nhau về hiệu suất, còn về công suất như nhau. Công suất nó cao thì lắp được nhiều tấm pin hơn. Thì cái bộ này là bộ nhỏ, điều khiển sạc xanh này, bộ nhỏ. Nhỏ thì bao giờ cũng thế, nhỏ thì công suất của nó chỉ chạy được tối đa là 2 tấm. Còn cái con này thì cái cục điều khiển sạc trắng này nó sẽ chạy tối đa được khoảng 13 tấm, 16 tấm. 720.
công suất tối đa 3.000, nếu mà lắp nối tiếp vào nhau thì nó được rất là nhiều, bởi vì bộ này chạy được 72V. Khác biệt là chỗ nó được, nếu mà nó 16 tấm hơi quá, khoảng tầm 10 tấm, bởi vì bộ này của nó ghi lên 400A mà. Đấy, điểm khác biệt nó nằm ở chỗ này, còn bộ này chỉ được 720W, đây được 3.000, nó gấp 3 lần thì phải tầm 6 đến 10 tấm chạy, khác nhau này thôi. Thì ra câu hỏi mình giải đáp cho các bạn nghe xem, và cho cái anh mà anh Phan Tô Đức để anh ấy biết. Đây anh còn đang nhắn tin tiếp rồi. Đây đang nhắn tin cho bạn xem luôn này. Bên anh bán pin, có bán pin là 90W không này, hay 170W này. Tôi dùng bình 100W thì nên dùng tấm pin nào phù hợp này này. Đấy. Tức là bình chỉ có 150, pin thì có một tấm 360. Thì thế thì mua luôn cái PWM này cho nó rẻ. Còn nếu như mà bình mà nó to ấy, tức là bình thì không quan trọng, bình thì có một bình, hai bình đều như vậy. Nhưng vấn đề là cái tấm pin này này, có một tấm thì chỉ dùng cái này thôi, PWM thôi. Còn nếu mà có nhiều tấm, khoảng độ chục tấm thì các bạn mới lắp cái bộ MPPT này thì giá thành nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Bởi vì đi bộ to thì phải lắp bộ to, còn nhỏ thì lắp nhỏ, chứ không cần phải đầu tư cái bộ to này. Bạn chú ý nhé. Đấy, chia sẻ thêm một chút như vậy cho bạn xem đây này. Đang nhắn tin với ông này buồn buồn cười lắm này. Rất là hài luôn. Đây bây giờ mình sẽ cho xem các bạn xem cái bộ dàn nhà mình đang lắp thử và chạy trải nghiệm luôn, là tại sao mình có thể đưa ra được cái nhận định là chạy như nào nó hợp lý. Bởi vì mình đã lắp thử và dùng thử luôn các bạn ạ, nó khác hoàn toàn. Bởi vì nhiều anh đi lắp khi còn chưa dùng thử bao giờ, cứ thế mà phang lên chạy. Chạy thì đúng là ra điện thật, nhưng mà đi tư vấn rất là khó những cái này. Đây là bộ dàn mình đang lắp bạn nhé, cho bạn xem luôn. Đấy, đang lắp luôn. Mình lắp thử các loại luôn, thành ra mình có thể nhận định luôn cho các bạn là loại nào chạy ổn hay không hay như thế nào. Nó ra luôn rồi. Con xanh này, con đen này nhá, chạy đang chạy 48V này. Đây cho bạn xem tại sao mình biết là 48V, bạn nhìn này. 48V nhé, 48. Trong khi đó con trắng này thì đang chạy mức bao nhiêu đây? Chờ chút, màn hình nó sáng quá, không nhìn nào. Con trắng này chạy có 24V. Hai bộ điều khiển sạc luôn, chạy thử luôn. Mà bộ bình ở dưới là mình chạy 4 bình. 4 bình hệ 48, mà trong khi đó con điều khiển sạc này có chạy 24 và con này chạy 24. Đấy. Hai con hòa lưới ở trên. Lắp cùng chạy luôn, các bạn nhìn thấy đồng hồ đang chạy mà. Đang chạy luôn nhé. Đấy. Và một con điều khiển sạc ở trên. Đã chọn xem luôn này. Nhìn thấy thôi là các bạn sẽ biết được ngay là tại sao mình bảo là con nào ra con nào, và mình chạy thử và biết là những tấm pin như thế nào thì chạy tầm khoảng bao nhiêu thôi là nó phù hợp. Lắp quy mô nhỏ như nào. Đây còn pin mình lắp mấy hệ luôn, các bạn nhìn này, nguồn tổng này. Xanh, đỏ này, vàng này. Đây, còn một con nữa, chính con này. Cho con 600W ở trên này. Chia ra nhiều kiểu lắm, thành ra các bạn yên tâm luôn là như cái vấn đề về cái pin này thì như anh ấy mình nói đấy, một tấm 360 thì tốt nhất là mua cái con điều khiển sạc xanh thôi. Đây chính cái con như này, cho bạn xem này. Đây chính là con điều khiển sạc xanh này, mình quên mất, mình không cho bạn xem, nói từ nãy giờ. Đây chính con này đấy, để giải đáp câu hỏi của anh ấy nhé, là lắp con nào cho nó phù hợp. Đây con này đấy, trong tầm giá đó thì tốt nhất là mua con này, một là rẻ, chạy đủ tính năng, sạc bình 150. Đây công suất tại sao mình bảo luôn này, 24, 12V các bạn nhìn này, 390 này. Còn ở hệ 24 chạy được 780 thì tấm 360W của anh ý thì anh sẽ lắp cho mình hai tấm, thế là đẹp, vừa đủ sạc kia bình luôn, mà dùng yên tâm, giá lại phù hợp hơn rất là nhiều lắp cái con kia. Đấy, rồi các bạn theo clip mình quay nhé, chúc bạn tìm được một cái thiết bị sạc ưng ý, điều khiển sạc từ pin mặt trời ấy. Và mình có cái gì mình chia sẻ luôn cho các bạn xem, để cho nhiều anh ý mua pin thì có thể biết được. Bởi vì nhiều anh bán pin bây giờ lung côm lắm, mình thấy cái tư vấn này nó không chuẩn lắm. Bye bye.